Chào tất cả mọi người và các bạn, tất cả mọi người và các bạn cùng xem nha. Đây, lúc nãy mình thấy một cái mình nổi da gà luôn nha mọi người. Đây, phần của nó đây, đây á, nó thải phần của nó ra cả này nha mọi người. Nãy giờ mình đi qua đi lại đây mấy lần nha, phát hiện bây giờ mình phát hiện một cái ốc cục mình nổi luôn nha mọi người. Đây nè nha, quá trời luôn, wow, kinh hồn luôn nha mọi người. Một con, hai con nha, ba con, bốn con, năm con, ở đây ba nữa là tám con, tám ở dưới đây, ba con nữa là 11 con, không biết còn ở đâu nữa không. Ghê quá các bạn ơi, tại nãy mình giá vô một cái là tối nay khỏi ngủ với nó rồi. Không biết còn ở đâu không. Đây, con nào con lấy nó dài thường thượt. Con nào con lấy lông này nó ngứa một cái. Này mà đốt nó một cái nó chết một cái, ghê hồn. Sau này mà nó ấy một thời gian là nó lây lan dữ lắm. Sau này nó thường đậu trên cây dừa này, gọi là dừa nước nha. Dừa nước rất nhiều. Mình vòng đây quá trời luôn các bạn ơi. Mình này sợ, rất là sợ sâu này nha, ngứa lắm. Đây này. Con nào con lấy to bằng ngón tay. Wow, không ngờ vậy mà không ai phát hiện ra nha. Nó thải phân ra một cái kinh hồn luôn nha mọi người. Cây mình chọc thử nó coi ra sao. Rất dữ nha các bạn. Wow. Và nó có cái đốm đen trên đầu này nữa nha. Nổi da gà hết trơn rồi mọi người. Kỳ quá. Mình chọc đó mà mình nổi da gà nha. Kỳ quá. Wow. Nãy giờ mình đâu phát hiện một con bên đây đâu. Nãy giờ chỉ phát hiện con bên đây thôi, đâu phát hiện con bên đây. Giờ nó ra là 2, 4, 5, 6. 6 bên đây, 6 nữa 12. Wow. Đâu mà lú ra hay quá. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Dữ quá. Này là mai là chết với mình hết. Mai là mình sẽ lấy lửa mình thiêu rụi cả một đám này luôn. Để hôm mình đi lặng lặng vô là chết với nó. Đây.
thử xuống một con coi. Wow, nó rớt ngay cái bịch cái này nghe các bạn. Ghê nha, vú giết đồ quá trời luôn nha. Con này mà nó đeo lên người mình cái giống mình xỉu luôn nha mọi người. Yêu quá. Yêu yêu quá. Ghê quá, ghê thật nha. Nó cuộn tròn lại. Thôi xin chào tất cả mọi người và các bạn nha. Hẹn mời tất cả mọi người và các bạn vào những video tiếp theo của mình nha. Mọi người hãy đăng ký và chia sẻ kênh của mình nha mọi người.